Yo, xin chào bạn, Việt Thuyên đây. Apple đã chính thức ra mắt phiên bản iOS mới nhất, đó là iOS 12.2. Và rất là mừng khi mà những thiết bị có trên 5 năm tuổi đời như là iPhone 5S thì vẫn được nâng cấp lên cái phiên bản mới nhất này. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi xem là cái phiên bản iOS 12.2 này sẽ có những cải tiến gì hay là có những thay đổi gì so với phiên bản cũ hơn nhá. Intro nào. Và thay đổi đầu tiên dễ nhận thấy nhất thì chúng ta có thể thấy là cái phần giới thiệu ở trong điện thoại. Các bạn hãy vào phần cài đặt chung giới thiệu thì các bạn nhìn thấy đây là máy sắp xếp. Cái phiên bản mới này sắp xếp nhìn nó trực quan hơn một xíu. Chúng ta sẽ có tên kiểu máy các thứ ở đây. Và dung lượng cũng hiển thị ở đây luôn. Mình sẽ có một cái chiếc iPhone 8 đang sử dụng một cái phiên bản cũ hơn 12.1.4. Thì các bạn nhìn phần giới thiệu này. Đó, và chúng ta có thể so sánh một chút ở đây. Khác biệt hơn đúng không? Bên này thì đã sắp xếp nhìn có vẻ trực quan một xíu rồi. Và cá nhân mình nghĩ thì nó cũng không quá nhiều chúng ta có cái để nói. Tiếp theo đó là biểu tượng AR emoji mới. Thì cái này thì chắc chắn là nhiều người sẽ hay dùng này. Chúng ta có 4 cái emoji mới. Đó, mình sẽ vào đây cho các bạn xem. Thì 4 cái emoji mới này là hươu cao cổ này, cá mập nhìn rất là cute. Và con cú, ôi con này đẹp nhất này, đó. Thì những ai mà hay dùng những cái biểu tượng này để mà gửi tin nhắn cho bạn bè thì chắc chắn sẽ thích cái phần này. Ngoài ra thì chúng ta vẫn có thể custom một cái biểu tượng riêng của mình. Cái này thì phiên bản cũ cũng đã có rồi. Tuy nhiên đáng nhận thấy nhất là chúng ta sẽ có 4 cái biểu tượng AR emoji mới. Hươu cao cổ, cá mập, cú và một con lợn rừng ở đây. Thứ ba, đó là một cái gợi ý nhập ở trong Safari. Cái điều này nó rất là nhỏ nhặt. Tuy nhiên những ai mà hay sử dụng Safari hay là hay duyệt web thì sẽ nhận thấy rõ cái điều này. Các bạn, mình sẽ ví dụ cho các bạn thấy luôn. Đây là chúng ta ví dụ đang ở một trang web nhá. Chúng ta sẽ nhập một cái dữ kiện gì đó, ví dụ như kiểu mình nhập Google này. Đó, thì các bạn thấy cái mũi tên ở phía bên này không? Mũi tên này như thế nào? Đầu tiên thì chúng ta sẽ có những gợi ý mà máy sẽ gợi ý cho chúng ta là cái phần tìm kiếm là gì. Bình thường ví dụ chúng ta lười gõ đúng không? Chúng ta chỉ bấm vào đây. Đó thì tự nhiên nó sẽ vào luôn. Tuy nhiên chúng ta lại muốn gõ một cái phần ở phía sau đó nữa. Thì các bạn sẽ ví dụ mình gõ này, Google này. Google Maps nhá, mình muốn Google Maps nhưng mà mình chỉ cần lười gõ, mình gõ muốn có một cái dòng này thôi. Mình bấm một mũi tên lên, đó. Thì nó sẽ hiện luôn ở trên này và chúng ta sẽ có thể gõ tiếp văn bản phía sau. Tiện lợi hơn, tuy nhỏ nhưng mà mình cá nhân mình đánh giá đây là một phần khá là tiện lợi. Tiếp theo thì đó là giờ nghỉ. Cái chức năng theo dõi thời gian sử dụng này thì đã có trên những phiên bản trước rồi. Tuy nhiên cái trong này chúng ta sẽ có một cái phần nữa, đó là giờ nghỉ. Ở đây thì nó đã thay đổi hơn một chút, mình sẽ cho các bạn thấy ở cái phiên bản trước nhá. Thì chúng ta không được phép chỉnh theo hàng ngày mà chúng ta chỉ được chỉnh một cố định thôi. Tuy nhiên ở đây thì ta đã được cho phép tùy chỉnh ngày. Ở đây thì chúng ta có thể chỉnh ngày theo thứ, nghĩa là các bạn có thể muốn cái chiếc điện thoại của mình ngừng hoạt động một vài ứng dụng nào đó thì chúng ta có thể cài đặt thêm ở đây, nghĩa là nó cài đặt sâu hơn một chút. Mình thì mình không hay cái sử dụng cái chức năng này đâu, cho nên là những ai mà hay sử dụng thì có lẽ là cần quan tâm đến điều này. Thứ năm đó là Siri. Cá nhân mình nghĩ thì tại thị trường Việt Nam Siri ít được sử dụng bởi vì là cái cô trợ lý ảo này chưa hỗ trợ tiếng Việt, cho nên là đây sẽ là một cái cản trở nhất định đối với người Việt Nam. Chúng ta có thể làm một cái trò khá là hay đối với cả Siri. Bây giờ các bạn thấy nhá, bên phía bên này mình có một chiếc iPhone 8 chạy ở đời cũ hơn một chút, đó là 12.1.4. Play music. Ok. Tuy nhiên thì Siri không tự động mở Apple Music mà tự bật cho chúng ta, mà chúng ta phải bật thủ công. Đó, nghĩa là vẫn phải dùng tay. Cái này khá là buồn đúng không? Tuy nhiên với iOS 12.2 thì chúng ta đã có một cái chức năng mới hơn, Siri được nâng cấp hơn một xíu. Đó là chúng ta có thể play music. Đó. Thì Siri tự động mở nhạc và play luôn cho chúng ta. Mình phải tắt âm bởi vì tránh vấn đề bản quyền ở đây. Tại sao mình lại nói Siri hay hơn? Bởi vì là chúng ta có thể hoàn toàn mở Siri mà không cần dùng tay. Ok, và sau khi thiết lập Hey Siri xong thì các bạn có thể hoàn toàn sử dụng Siri mà không cần dùng tay. Hey Siri, play music. Đó, thì các bạn có thể thấy là chúng ta hoàn toàn không cần sử dụng tay mà Siri vẫn tự mở nhạc chúng ta. Đây là một tính năng khá là hay và cá nhân mình thì đánh giá cao tính năng này. Ngoài những thay đổi trên thì chúng ta còn có những thay đổi nhỏ nhỏ với cái biểu tượng Screen Mirror trong phần Control Center hay là Apple News Bullet. Nhưng nói chung thì những thay đổi này khá là nhỏ và những dịch vụ này không khả dụng tại thị trường Việt Nam, cho nên mình xin phép được bỏ qua.
Bonus cho các bạn thêm một chút là trong sự kiện gần đây nhất của Apple thì hãng đã ra mắt một cái nền tảng mới, Apple TV Plus. Hiểu nôm na thì nó giống hệt như kiểu Netflix vậy. Chắc là những người mà hâm mộ Apple hay là fan của nhà táo chắc chắn là sẽ hấp dẫn với cái điều này, cảm thấy hứng thú đúng không? Và để biết thêm thông tin chi tiết nữa về Apple nói chung ở trong tương lai thì hãy nhớ subscribe kênh để mà theo dõi những cái nội dung mới nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Peace. Các bạn hãy nhớ bấm like và subscribe để theo dõi những video mới nhất của chúng mình nhé.